Mấy nay á thì người ta rộ lên cái phong trào là nấu chè giải hạt sen á, nhưng mà Quỳnh Như thì không có giống đâu nha, Quỳnh Như sẽ nấu chôm chôm hạt sen. Ủa, chôm chôm mà cũng nấu chè được nữa hả? Ủa mà sao không nấu chè giải hay là chè nhãn cho giống người ta? Thì nói vậy nhưng mà thực ra thì Quỳnh Như không có thích ăn giải với lại nhãn cho lắm, cho nên là mới làm chôm chôm với lại hạt sen. Thực ra thì cách làm nó cũng tương tự thôi à. Trưa trưa ha, nhất là những cái lúc mà nắng nóng như thế này mà có một ly uống chắc là ngon dữ lắm. Hay là tôi mua chôm chôm hùng vô ha. Thôi để đợt khác đi, bữa nay Quỳnh Như mua nhiều lắm, biết sao không? Tại vì á, chôm chôm bây giờ cũng có giá khá là rẻ. Và trong bản tin kinh tế nông nghiệp ngày hôm nay thì chúng tôi xin cập nhật giá của loại trái cây này đến bà con cùng nhiều thông tin nông nghiệp khác. Chỉ có 50m², một lão nông hốt bạc hàng tháng nhờ trồng nấm bào ngư. Cá bóng tượng trước kia xuất khẩu ầm đùng, giờ giảm giá mà còn khó tiêu thụ. Nhóm kỹ sư nghiên cứu thành công máy đo tỷ lệ sáp trong trái dừa. Giờ thời điểm này năm rồi, khi dịch tả heo châu Phi được kiểm soát thì giá heo hơi tăng cao, khiến cho nhiều hộ muốn tái đàn nhưng mà không kiếm đâu ra được nguồn con giống để mua. Lúc đó Sơn Hiền, một con giống mà tầm cỡ 10kg thôi thì có giá cỡ là 3 triệu đồng rồi. Vậy mà nhiều người vẫn bấm bụng để mà mua mới ghê á. Chuyện trồng trọt chăn nuôi nghịch lý đủ điều. Bây giờ giá giảm nhưng mà lại ít người nuôi, và mọi chuyện thì đều có nguyên nhân của nó. Giá heo giống trên thị trường đang giảm mạnh trong thời gian gần đây. Cụ thể, heo giống đạt trọng lượng trung bình khoảng 15kg một con, đang có giá bán khoảng 2 triệu đồng. So với thời điểm đầu năm là đã giảm khoảng 1 triệu đồng một con. Hộ chăn nuôi cho biết do nguồn cung con giống ở các tỉnh miền Tây phong phú, nhu cầu tái đàn không còn cao do giá heo hơi sụt giảm. Nhiều hộ chăn nuôi than khó bán heo con, hoặc thậm chí không bán được mà phải giữ lại nuôi heo thịt. Theo tính toán, để nuôi một con heo đạt trọng lượng 100kg phải đầu tư cỡ 6 triệu đồng, gồm các chi phí thức ăn, tiêm phòng, thuốc, con giống. Với giá heo hơi hiện nay tầm 58 đến 60 ngàn đồng một ký thì cầm chắc phần thua lỗ. Giá heo thì giảm nhưng mà giá cá thì sao hả chị Như? Giá cá thì cũng giảm như giá heo vậy đó Sơn Hiền. Và có loại hồi đó xuất khẩu không à, bây giờ thì cũng gặp khó. Mà Sơn Hiền có biết cá bóng tượng không? Biết chứ, cái loại cá này thì cũng đã quá quen thuộc rồi. Đặc biệt là khi chúng có thể chui xuống dưới đất sâu đến 1m và có thể sống ở đó hàng chục giờ luôn á. Cái loài cá này thì có tập tính là sống ở đấy, cho nên là nếu bà con nào biết cách kết hợp nuôi với cá ở tầng mặt thì là mới mong kiếm được lời. Cá bóng tượng được xem là một trong hai loại vua cá nước ngọt ở Cà Mau vì giá trị kinh tế và dinh dưỡng cao. Đây là mặt hàng chủ yếu được xuất bán sang thị trường nước ngoài như Trung Quốc, Đài Loan và được cung ứng cho các điểm chợ đầu mối, quán ăn, nhà hàng. Tuy nhiên gần đây thương lái hạn chế thu mua vì khó xuất, chủ yếu tiêu thụ nội địa nhưng cũng không nhiều, khiến giá giảm mạnh. Để có một ký cá thương phẩm, người nuôi bỏ ra công sức thời gian từ 8 tháng đến hơn 1 năm. Cái khó ở đây là đầu ra, nông dân chỉ có thể bán cho thương lái nhỏ lẻ không tập trung. Cùng thời điểm này năm 2019, giá cá bóng tượng loại 1 được thương lái thu mua ở mức khoảng từ 450.000 đến 500.000 đồng một ký. Đến năm rồi, giá giảm một nửa chỉ còn khoảng 250.000 đồng một ký. Đến thời điểm hiện tại chỉ còn 200.000 đồng, nhưng cũng rất khó bán vì thương lái ít thu mua. Có hộ quá lứa đến 5 tháng, người nuôi chỉ có thể cho ăn cầm chừng. Giá cá bóng tượng xuống thấp ảnh hưởng đến việc duy trì diện tích nuôi của người dân trong thời gian tới. Bây giờ thì người dân muốn bán cũng không có lời, còn trữ lại nuôi tiếp thì cũng chưa biết là được giá cả có lên hay không và phải đối mặt với thua lỗ. Vào cái thời điểm này, Sơn Hiền là Quỳnh Như nghĩ mình có thể là mua cá về dùng được đó. Vừa có thể là giúp cho bà con có đầu ra, thứ hai nữa là đây là loại cá rất là nhiều chất dinh dưỡng, cho nên là mình mua về ở thời điểm này cũng rất là hợp lý đó. Đúng là lúc này mà muốn đầu tư nuôi cái gì thì cũng phải đắn đo lắm. Vua của loại cá nước ngọt mà còn chịu khổ đây nè, nói gì đến cái loại khác. Bởi vậy khi thị trường còn bấp bênh thì nhiều nông dân chọn cách là phát triển song song nhiều mô hình canh tác để mà có thể lấy ngắn nuôi dài, tăng đồng lời được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Và đây cũng là suy nghĩ của một lão nông ở tỉnh Đồng Tháp, có 50m² sau nhà mà có thể hốt bạc đều đều. Mời bà con cùng tìm hiểu bí quyết cũng như là sự linh hoạt của nông dân sau đây.
Chỉ với khoảng 50 mét vuông làm nhà trồng nấm, ông Nguyễn Văn Thảo ở tỉnh Đồng Tháp đã có thể treo khoảng 1.500 phôi nấm bào ngư. Do diện tích nhỏ nên ông chọn cách xếp chồng các bịch phôi và treo lên để giảm diện tích và chủ động hơn trong việc xoay chiều, giúp phôi tiếp xúc tốt hơn với nước tưới. Phôi nấm được ông Thảo mua từ huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang về chăm sóc, khoảng một tháng thì bắt đầu cho ra nấm. Ông cho ra nấm xen kẽ nhau, ít hay nhiều thì tùy vào nhu cầu thị trường. Chỉ cần mở nút là nấm sẽ mọc và sau 5 ngày thì trọng lượng mỗi tay nấm từ 70 đến 120 gram, lúc này có thể thu hoạch. Hiện với 3 nhà nấm đang có, ông Thảo thu hoạch được từ 30 đến 40 ký mỗi ngày và bán với giá 40.000 đồng một ký. Nói về cái đổ cái công chăm sóc thì nó rất là tiện, bởi vì nó không có đòi hỏi gì nhiều. Nó cái ngày mình vô meo thì cực ngày đó thôi, còn nói về sau mình không làm gì hết. Mô hình trồng nấm bào ngư trong nhà được nhiều nông dân quan tâm vì những hiệu quả kinh tế bước đầu. Tuy nhiên do đầu ra còn bó hẹp trong nước nên chuyện mở rộng quy mô vẫn là nỗi băn khoăn lớn nhất của nông dân. Nếu có đầu ra ổn định thì đây là cách giúp cho nhiều bà con nông dân, bởi trồng nấm không đòi hỏi quá nhiều diện tích cũng như là kỹ thuật trồng nấm bào ngư thì cũng không quá phức tạp hay là tốn nhiều công chăm sóc. Vĩnh Long, Bến Tre và Đồng Nai là những địa phương có diện tích trồng chôm chôm nhiều. Nhưng mà tính ra thì giờ tỉnh nào ở miền Tây cũng có thể là trồng được hết. Mà độ ngon ngọt cũng như nhau, quan trọng là kỹ thuật chăm sóc thôi, đúng không Huỳnh Như? Xét về cái mặt dinh dưỡng thì chôm chôm nó cũng có nhiều vitamin C hơn nữa. Bởi đây là loại trái cây Huỳnh Như rất là thích. Khi mà chín rồi thì nó có cái vị ngọt rất là đặc trưng và cái lớp mà vỏ phía ngoài thì chuyển sang một màu sậm hơn so với bình thường. Để Xuân Hiền kể cho Huỳnh Như cũng như là bà con nghe chuyện này. Hồi đó là nhà ngoại của Xuân Hiền trồng nhiều lắm. Ngoại nói là khi nào mưa đầu mùa hè rớt xuống là Xuân Hiền về quê có chôm chôm chín ăn liền hả? Rồi ngoại chỉ cách là làm thế nào để mà lựa chọn được chôm chôm ngọt không có bị uống nước. Hôm nào để tôi sắp xếp mua chôm chôm mang đến cho chị Như nấu chè ăn ha. Cảm ơn Xuân Hiền. Và theo như Quỳnh Như có cập nhật được tại vườn trái cây ở Hậu Giang thì loại trái này đang được giá nhưng mà khổ nỗi là không có được mùa. Theo một số hộ dân trồng chôm chôm ở thành phố Ngã Bảy và huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang, hiện nay nhiều diện tích trồng cây ăn trái này của bà con đang bắt đầu vào mùa thu hoạch. Tuy nhiên do ảnh hưởng về thời tiết khi xử lý cho trái không thuận lợi nên tỷ lệ đậu trái không cao. Trung bình năng suất chỉ đạt ở mức từ 1,5 đến 2 tấn một công, nhưng bù lại thương lái mua chôm chôm giá tương đối cao hơn cùng kỳ năm trước. Hiện chôm chôm giống Thái giá mua vào tại vườn là từ 15.000 đến 17.000 đồng một ký. Các giống chôm chôm khác còn lại như chôm chôm nhãn, chôm chôm thường, tùy theo màu sắc bóng đẹp, trái lớn nhỏ mà mua vào với giá từ 11.000 đến 14.000 đồng một ký, cao hơn cùng kỳ năm ngoái từ 6 đến 7.000 đồng một ký. Như nãy Xuân Hiền có nói là chôm chôm là một loại trái cây rất là thích hợp với vùng đất ngọt phù sa, đất thịt pha cát hoặc là đất đỏ ba gian, có khả năng thoát nước rất là tốt. Nhưng mà tôi chợt nhớ là quê của tôi ở Cà Mau thì cũng có một lão nông đem loại trái cây này trồng thì cũng được chục năm rồi và bén rễ đơm hoa kết trái mỗi khi đến vụ mùa đó, Xuân Hiền. Chắc là ông cũng học hỏi kỹ thuật trồng dữ lắm, cây mới có thể sinh trưởng trên vùng đất nơi đây. Ở xứ U Minh Hạ, lão nông Trần Thanh Sử ở xã Nguyễn Phích, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau đã đem loại cây này về trồng hơn 15 năm qua. Ban đầu ông Sử cải tạo đất phèn, lên liếp cao khoảng 1 mét để cây không bị ngập úng vào mùa mưa. Sau 3 năm chăm sóc, cây bắt đầu cho trái. Mỗi vụ chôm chôm đạt năng suất từ 700 kg đến 1 tấn. Mặc dù khâu chăm sóc, điều kiện phát triển của cây không được thuận lợi, nhưng vườn chôm chôm của ông Sử không sử dụng phân thuốc hóa học nên chất lượng trái giòn ngọt, an toàn, được mọi người ưa chuộng, thậm chí không đủ để bán. Ông dự kiến trồng thêm sầu riêng và măng cụt, hướng tới phát triển du lịch nhà vườn. Đây là tín hiệu vui, mở hướng cho nông dân trên vùng đất phèn mặn, nhưng mà cũng cần có sự hỗ trợ kỹ thuật của ngành nông nghiệp địa phương, giúp cho nông dân nâng cao hiệu quả cây trồng. Và khi loại hình du lịch sinh thái miệt vườn đang phát triển như hiện nay thì phát triển cây ăn trái ở đây quá phù hợp để cho bà con muốn hái trái cây thì không phải đi xa nữa.
Đó giờ nếu nói đến xứ dừa thì nghĩ ngay đến Bến Tre. Nhưng mà dừa sáp thì đố chị Như đây là đặc sản ở tỉnh nào? Trời, Quỳnh Như mới đặt một trái dừa sáp ở trên mạng nè, không có cái chần chừ đâu mà Quỳnh Như sẽ đoán ngay đó chính là Cầu Kè Trà Vinh. Hay ha, đúng rồi. Trong tự nhiên thì dừa sáp cho sản lượng trái rất là ít, chỉ chiếm 20% trái trên một buồng thôi còn lại là dừa thường, do đó dừa sáp có giá bán rất là cao. Mà Xuân Hiền có biết cách nào để mà mình có thể nhận biết được trái dừa đó có sáp so với dừa bình thường hay không? Bởi vì khi mà mình mua về á, cái giá rất là mắc rồi, nhưng mà không biết trái dừa đó khi mà đập ra thì có sáp hay không nữa. Tại vì người ta không có cho đổi trả hàng đâu. Tôi thì mù tịt cái thông tin này mà bà con trồng cho biết là kinh nghiệm có được cũng là do lâu năm đúc kết thôi, chứ có cách nào để nhận biết đâu. Nhưng mà quên nữa, nghe đâu là mới đây là một nhóm nghiên cứu đã chế tạo thành công máy đo tỷ lệ dừa sáp. Vậy thì mời Huỳnh Như cũng như là bà con của mình tìm hiểu. Dừa sáp là đặc sản nổi tiếng của tỉnh Trà Vinh. Tuy nhiên, việc xác định tỷ lệ sáp trong trái dừa lâu nay chủ yếu phụ thuộc vào kinh nghiệm nhà vườn. Thiết bị do nhóm nghiên cứu trường Đại học Trà Vinh thực hiện. Thiết bị phân loại Deep Learning chế tạo xác định dừa sáp hay dừa thường, xác suất đúng lên tới 95%. Xác định tỷ lệ sáp đặc, sáp lỏng, xác suất 80%, nên được hội đồng xếp loại khá. Trước đây để chọn dừa sáp, kinh nghiệm nhà vườn là cầm lắc, nhưng thường không chính xác tuyệt đối. Do đó, việc xác định được tỷ lệ trái dừa sáp vô cùng ý nghĩa, để tránh việc một trái dừa sáp 150.000 đồng biến thành trái dừa khô 10.000 đồng. Khi áp dụng thiết bị này, những nông hộ có quy mô sản xuất lớn, doanh nghiệp thu mua dừa sáp nguyên liệu, các cơ sở mua bán sẽ có điều kiện thuận lợi hơn trong kinh doanh, nhất là vấn đề không còn nghi ngờ giữa người mua và người bán. Nghiên cứu này rất sát với tình hình thực tế và có ý nghĩa ứng dụng thực tiễn cao. Đến đây thì bản tin Kinh tế Nông nghiệp cũng xin được tạm dừng. Cảm ơn quý khán giả và bà con đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong bản tin Kinh tế Nông nghiệp ngày mai.